Vinh A Tùa, Giang Hồ Hà Nội Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh OV Đại Bàng Trong giới Giang Hồ Hà Nội, cặp đôi A Tùa và A Báo không ai là không biết Bởi đây là hai anh em cực kỳ khét tiếng trong việc đầm chém Đặc biệt hơn nữa, đây còn là hai người anh của hot tiktoker Mai Khanh Không như các Giang Hồ khác đi vào thế giới ngầm để kiếm miếng cơm Thì A Tùa và A Báo lại sinh ra trong một gia đình giàu có Tại phố Đào Duy Tử và đến với con đường Giang Hồ chỉ là vì đam mê hung thần từ nhỏ, minh a tuở tên thật là trần quang vinh sinh năm 1971 trú ở 50 đảo duy từ được biết từ nhỏ mình đã là hung thần trong trường học cũng như trường trại năm minh còn đi học tiểu học thằng vinh con nhà ông bà chi lai ở 50 đảo duy từ là sao đỏ ở khu phố cổ xưa thì không ai không biết ông bà chi lai bởi đây là một đại gia phố cổ hà nội khi xưa chuyên kinh doanh vàng và đô la Lớn lên trong một gia đình hào môn như vậy, Vinh A Tủa được cha mẹ cưng chiều hết mực. Từng có câu nói rằng, khi nào nước sông Hồng hết nước thì gia đình mới hết tiền. Cho thấy được ra thế của Vinh A Tủa là khủng như thế nào. Vinh tên hiệu là A Tủa, anh nó hiệu A Páo. Hơn 20 năm trước, giang hồ Hà Nội chẳng ai lạ gì tên tuổi của mấy anh em nhà này. Lúc còn đi học phổ thông tiểu học, anh em nhà A Páo A Tủa đã là nỗi khiếp sợ của nhiều học sinh trong trường. Vì tính cô đổ hùng hằng, thằng Vinh học lớp 3 với mình, nó được làm lớp trưởng, nó giữ trật tự bằng nắm đấm. Lúc đó chưa có lớp 12, chỉ có lớp 10 là hết. Năm sau lên lớp 4 thì chuyển hệ, bỗng nhiên thành lớp 5. Từ trường thống nhất ở phố Lương Ngọc Quyến, cả hội chuyển sang lớp 5 trường Trần Nhật Duật thuộc cấp 1, trường thống nhất chuyển thành cấp 2, chỉ có lớp 6 7 8. Hồi ấy xong lớp 8 thì cấp 3 lên lớp 10, không có lớp 9. Sang đến trường mới thằng Vinh A Tùa nó vẫn là sao đỏ của trường. Thằng Vinh chính là thằng quậy phá nhiều nhất, đánh đập học sinh khác nhiều nhất. Thế nhưng nó được làm sao đỏ giữ gìn trật tự từ trường này sang trường khác. Vinh A Tủa cao to và đẹp trai trắng trẻo, sau này có tên tuổi trong xã hội đen Hà Nội vì những trận huyết chiến rất liều lĩnh. Sẹo trên người nó từ đầu đến chân tay vô số. Vào tù nó cũng được nhóm trách nhiệm, trật tự. Ở trong tù có một đội gọi là đội sao đỏ hai còn gọi là đội thi đua đội thi đua có nhiệm vụ giúp cán bộ giữ gìn trật tự trong trại đội trưởng thi đua thường là những tay anh chị cộng cán trong xã hội đen trên danh nghĩa là vậy nhưng đội thi đua có nhiệm vụ ngầm cho quản giáo là thu tiền của các đội khác các đội trong tù thường xuyên vi phạm nội quy chẳng hạn như đun nấu trong buồng giam mỗi tối đến đội nào cũng có các nhóm dùng nhựa và vải làm chất đốt để đun nước sôi pha trà lợi dụng đi lao động bên ngoài mang rượu vào phòng uống bàn đêm, cờ bạc. Nếu không nộp tiền cho đội thi đua, để đội thi đua nộp tiền lại cho cán bộ trực. Các đội sẽ thường xuyên bị kiểm tra và bị kỷ luật. Những người trách nhiệm buồng hay đội trưởng sẽ dính án kỷ luật đi cùng, sẽ mất phần xét giảm án vào các dịp. Còn những chạy viên thường lỡ có gì vi phạm, đi nhẹ như đi ngang qua, khu không được phép, sẽ bị đội thi đua trật tự bắt giữ và đánh đập khốc liệt. Trong đó thằng Vinh A Tùa khá có tiếng trong những trường trại mà nó đi. Huyết chiến với Đức Bưởi, Thành Kháp Lúc 18 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2002, trên đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, một vụ bắn nhau bằng chó lửa đã xảy ra. Nạn nhân là Trần Quang Vinh, tức Vinh nhà Tùa, ở số 50 phố Đào Duy Tử, Hà Nội, bị thương và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Xác mình của công an Hà Nội cho thấy, người dùng chó lửa bắn Vinh là Nguyễn Văn Thành, tức Thành Ngáp, ở khối 73 phường Bưởi, quận Tây Hồ và người đi cùng dùng gậy sắt đập vào người Vinh trước khi thành ngáp bắn là Hứa Văn Đức, tức Đức Bưởi. Ngày 17 tháng 4 năm 2002, chị Ngọc, vợ của Thành Áp, mang một khẩu chó lửa mà chồng đã mang về nhà sau khi gây án cất giấu đến nộp cho công an. 3 giờ ngày 19 tháng 4 năm 2002, công an thành phố Hà Nội đã đón lõng và bắt được hai tên Thành và Đức tại nhà chàng trên đường chúng chạy trốn. Nguyên nhân vụ án được xác định: Một tuần trước khi xảy ra vụ bắn nhau, Vinh và Thành đến nhà Đức đánh bạc. Đức và Thành đã thông đồng lừa làm Vinh thua 60 triệu đồng. Vinh buộc phải gán chiếc xe máy Honda a Còng mới mua giá 74 triệu đồng. Sau đó, Vinh đến tìm Thành và Đức đòi số tiền còn lại, thì xảy ra xô xát dẫn đến bắn nhau. Đằng sau vụ bắn nhau này đã bắt đầu lộ diện một hệ thống cờ bạc và cá độ quy mô trên địa bàn Hà Nội và cả miền Bắc. Quyết chiến với Minh trẻm Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ vụ án gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân quận truy tố hai đối tượng là Nguyễn Văn Minh, tức Minh trẻm và Trần Quang Vinh, tức Vinh à A Tủa cùng chú ở phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm. Về tội danh nêu trên, Minh Trèm là đối tượng côn đồ cộng cán ở Hà Nội, có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất cấm. Dưới chướng y có khoảng 20 đàn em sẵn sàng làm theo lệnh của y. Cách đây ít năm, Minh Trèm từng tranh giành lãnh địa cờ bạc với Nguyễn Thị Hạnh, tức hạnh sự. Được biết, vụ này hạnh sự đã kéo quân đến quyền bì để giành quyền bảo kê với Minh Trèm và cả hai đã xảy ra huyết chiến. Vụ án xảy ra ngày 25 tháng 6 năm 1999 đến ngày 5 tháng 7 năm 1999, Phòng cảnh sát hình sự thành phố đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh sự tại 47 Thợ Nhuộm, 42 Hàng Bún, 6 Phan Bội Châu, thu giữ một số tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Công an đã đề nghị bắt tạm giam Hạnh để mở rộng điều tra vụ gây rối cùng hoạt động cờ bạc của bà Trùm Hà Thành này. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội không phê chuẩn. Ngày 19 tháng 11 năm 1999, Phòng Cảnh sát Điều tra Thành phố chuyên kết luận về điều tra các vụ án và hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố hành sự và số đối tượng gây án tại Queen Bee về tội gây dối trật tự công cộng. Còn Vinh A Tùa cũng chẳng kém cạnh gì khi dân chơi này từng có 3 tiền án về các tội hiếp, chống người thi hành công vụ và đánh bạc. Vụ án được xác định vào chiều ngày 14 tháng 3 năm 2009, Vinh A Tùa đánh bạc với Minh Trèm và giữa hai đối tượng này đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đe dọa đánh nhau nhưng đã được một số người căn ngăn. Ngay sau đó, Vinh A Tủa nhận được tin báo từ Trần Chiến Thắng Rằng Minh Trèm đang huy động hơn chục đàn em Mang theo hung khí tìm Vinh Lập tức Vinh đến gặp Lê Anh Tuấn Nhà ở đường Giải Phóng Và Vũ Tuấn Hùng Nhà ở đường Nguyễn Dũng Để bàn bạc bà cách giải quyết mâu thuẫn với Minh Trèm Một trong số đồng bọn của Vinh A Tủa Là Trịnh Quyết Thắng Đã lái ô tô Đưa nhóm Vinh mang theo hung khí đi tìm Minh Trèm Đến phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm Hai bên gặp nhau Vinh à A tuổi xuống xe, chửi bới Minh chèm và cầm dao đâm Minh nhưng không trúng. Ngay lập tức nhóm của Minh khoảng 15 tên cầm hung khí la vào nhóm Vinh. Quá trình đánh nhau, Vinh bị chém trúng đầu, tay; tú bị chém vào tay. Ô tô của Thắng bị đập vỡ kính. Thấy vậy Tuấn và Thắng đã bỏ chạy. Vinh và tú bị thương được đưa đi cấp cứu. Sau đó nhóm của Minh tàn ra và bỏ trốn. căn cứ các tài liệu thu thập được. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định truy nã mình, đồng thời khám xét một số địa điểm các đối tượng tá túc, thu được dao nhọn, bình xịt hơi cay. Ngày 3 tháng 11 năm 2009, Minh Trèm ra đầu thú, hành vi gây dối trật tự công cộng và cố gây thương tích giữa hai nhóm đối tượng nhiều trên đã tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội, cần được xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung. Sau vụ này, Vinh Nga Tùa đã phải đi thêm một khóa nữa trước khi trở về rồi lại bị bắt vì cưỡi xe SH cầm hàng trên phố. Kiếm sĩ đầu trần cưỡi xe SH dạo phố. Vào hồi 22 giờ 50 phút ngày 22 tháng 6 năm 2013, Tổ công tác Y4141 Công an thành phố Hà Nội do Thượng úy cảnh sát Giao thông Lê Văn Tiến làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tại chốt Tam Trình Minh Khai, phát hiện một người đàn ông đi xe SH không biển số. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra theo quy định. Tại chốt, sau khi mở cốp xe lên, Tổ công tác đã phát hiện trong đó có nhiều vũ khí thô sơ, gồm một thanh kiếm có vỏ gỗ, một lưỡi rìu và một sẻng ngắn, loại sẻng cá nhân thường dùng cho quân đội khi tác chiến. Đặc biệt khi kiểm tra cán sẻng thì phát hiện thêm một lưỡi cưa và một con dao gắn dạng lưỡi lê ở bên trong. Danh tính của đối tượng được làm rõ là Trần Quang Vinh, sinh năm 1971, thường trú tại đảo Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đối tượng Vinh đã khai nhận với tổ công tác về nguồn gốc của số tang vật nói trên là do y mua tại cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn về và đang trên đường đi gửi vào Sài Gòn cho anh trai để đeo trang trí trong nhà thì gặp tổ công tác 141. Tuy nhiên trong lần bị rớt này, Vinh A Tùa chỉ bị phạt hành chính mà không phải đi thêm khóa nào. Từ đó đến nay, danh tính của tay chơi Hà Nội này cũng không còn xuất hiện nhiều nữa. Có nhiều thông tin cho rằng Vinh A Tùa đã mất nhưng không biết chính xác thật hay không. Có mối liên hệ với TikToker Long Chun được biết, TikToker Long Chun từng nhận Mai Khanh là cốt ruột của mình. Thêm vào đó, Long cũng từng chia sẻ rằng mình sinh ra trong một gia đình phức tạp. Bố mẹ là dân xã hội, ly biệt từ sớm nên khi mới 2 tuổi, Long Chun đã bị bỏ rơi. May mắn được bác ruột nuôi nấng và coi như con đẻ. Chính tuổi thơ khốn khó đã giúp Long Chun trở nên mạnh mẽ, nghị lực để vươn lên tất cả, có được thành công như ngày hôm nay. Mới đây, thu nhập lên tới tỷ bạc mỗi tháng của Long Chun lại trở thành đề tài gây bàn cãi trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Giữa lúc cư dân mạng đang xôn xao bàn luận thì đoạn clip về con người của Long Chun do mẹ nuôi anh tiết lộ cũng bất ngờ được chia sẻ lại khiến mọi người có một góc nhìn khác về con người của hot tiktoker này. Bố Long Chun là em chồng mình, cậu em đó mình rất yêu quý, bạn ấy rất đẹp trai. Khi bạn ấy mắc vấn đề về xã hội rồi mất, mình rất tiếc. Vợ cũng rất là xinh, tên Kiều là con gái của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Nhật Đức, là một nghệ sĩ rất tài hoa và giỏi. Bố mẹ bạn ấy chia tay từ khi Long Chun còn rất nhỏ. Lúc ấy mẹ Long bỏ đi, bố Long thì trẻ tuổi, Long chỉ 2 tuổi thôi. Nói chung cuộc đời bạn Long Chun vất vả từ bé. Long là một con người cam chịu, từ bé đã bị nhiều cái xô đẩy, lúc ở với bác, lúc ở với bà, lúc bố lại đòi về. Thật sự bạn ấy là một cậu bé rất đáng thương. Mình mới nói với chồng là anh ơi hay đưa Long về nuôi. Hồi ấy kinh tế mình làm ăn cũng có tiền nên mình quyết định mang bạn ấy về nuôi. Mẹ nuôi Long Chun kể lại. Cho nên khả năng cao Vinh A Tùa chính là bố của TikToker Long Chun nếu không sẽ là A à Báo. Đương nhiên đây chỉ là do chúng tôi suy đoán ra cho nên vẫn không chắc chắn 100%. Trên đây là hồ sơ Vinh A Tùa, Giang Hồ Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share điều ủng hộ ov đại bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị xin chào và hẹn gặp lại